Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là những cái mẫu xe Exciter phiên bản 150 phân khối với đầy đủ các phiên bản màu sắc khác nhau. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu các bạn nha. Đầy đủ các phiên bản Manta Energy này, phiên bản nào Hoàng Hôn, Bình Minh, phiên bản RCGP hay phiên bản những phiên bản khác như Panasia này kỷ niệm 20 năm vẫn còn hàng các bạn nha. Các bạn nào quan tâm tới những cái màu sắc phiên bản này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý là 02133 791688 sẽ được đại lý tư vấn cụ thể và chi tiết. Hiện nay thì Yamaha Mạnh Đạt đang áp dụng rất nhiều những chương trình khuyến mại khác nhau và kể cả trong ngày 27-28 này đang diễn ra chương trình thay dầu miễn phí này cũng như những chương trình tặng những món quà hấp dẫn các bạn nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một cái chương trình khuyến mại đang được áp dụng dành cho mẫu xe Yamaha Exciter các bạn đang theo dõi ở đây. Là các bạn khi mua những cái mẫu xe này thì các bạn sẽ được tặng ngay 1,5 triệu đồng hỗ trợ phí đăng ký trước bạ. Với những bạn nào ở thành phố Lai Châu như mình thì các bạn hỗ trợ đến một nửa cái tiền đăng ký rồi. Còn với những bạn nào ở huyện ấy thì các bạn gần như không mất đồng nào để mua mẫu xe này. Ngoài ra được cái phiếu bốc thăm trúng thưởng chiếc xe T-Bix các bạn nha. Rồi sau đây thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình cận cảnh chi tiết. Mình sẽ đi lần lượt từng mẫu xe một, kết hợp với đó ấy, là báo giá cụ thể. Thông tin vui đến các bạn luôn là hiện nay giá bán của mẫu xe Yamaha Exciter trong cuối tháng 6 và đầu tháng 7 này đã giảm rất nhiều rồi. Đầu tiên thì các bạn có thể theo dõi cụ thể chi tiết ở đây với đầy đủ các phiên bản khác nhau. Mình sẽ đi lần lượt này. Với đầu tiên là phiên bản Manta Energy, phiên bản một phiên bản giới hạn với những màu sắc rất đẹp và hấp dẫn. Hiện nay được giới trẻ rất là quan tâm. Các bạn mua mẫu xe này cũng khá là nhiều. Giá bán hiện tại đã giảm một chút ít rồi. Ngày hôm nay mình mới cập nhật luôn, chỉ 46 triệu đồng cho phiên bản này các bạn nha. 46 triệu đồng thôi, một màu sắc rất đẹp và hấp dẫn với những cái logo Manta Energy. Nhìn nó rất là phong cách. Đây là phiên bản thay thế cho phiên bản Exciter Movista trước đây. Đây các bạn có thể theo dõi. Rất đẹp không các bạn? Màu sắc bóng bẩy, tem xe họa tiết thể thao phong cách như đội đua của Yamaha MotoGP. Rất đẹp phải không? Hiện nay với những cái thông tin của mẫu xe Exciter 15 mới thì hiện nay đã bị loại bỏ rồi. Nếu các bạn nào quan tâm có thể theo dõi thôi, tại vì hiện tại những cái mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 150 này còn rất nhiều hàng. Tiếp theo là một phiên bản Bình Minh ở đây, các bạn đang theo dõi một phiên bản màu sắc với những cái logo Exciter ngược nhìn cũng khá là hấp dẫn và đẹp. Giá bán hiện tại của phiên bản này cũng chỉ 45 triệu 500 đến 46 triệu mà thôi, giảm đi khá là nhiều rồi các bạn nha. Một màu sắc rất bóng bẩy và đẹp. Nhìn khá để đáng quan tâm đấy. Đây các bạn có thể nhìn ngang chiếc xe này để có thể lựa chọn cho mình. Với những đường chỉ ở mâm xe được sơn màu vàng nhìn rất nổi bật. Cùng với những cái họa tiết tem xe nhìn nó lộn ngược lại. Nhìn nó cũng mang đến một cảm giác gì đó rất là phấn khích và đẹp. Đây các bạn có thể theo dõi phần đuôi xe của mẫu xe này. Nhìn vuốt nhọn lên cao rất thể thao phong cách của các bạn. Rồi mình sẽ đi tới hàng phía sau. Phía sau đây là một phiên bản cũng là một phiên bản giống như Bình Hoàng Hôn thôi. Đây là phiên bản Bình Minh. Cũng với những cái logo Exciter được lộn ngược, giá bán cũng dao động trong khoảng từ 45 triệu 500 đến 46 triệu đồng. Giá bán mình báo đến các bạn ấy đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Mình có thể nói đến các bạn như vậy. Màu sắc xám nhám kết hợp với đó là những cái họa tiết tem xe màu trắng, màu cam, màu xanh đủ các màu luôn. Nhìn cũng khá là hấp dẫn và rất là đẹp. Đây các bạn có thể theo dõi đây. Spencer Edison với những cái logo rất là họa tiết rất đẹp. Tiếp theo là phiên bản màu đen nhám RC, hiện nay phiên bản này có giá là 46 triệu các bạn nha. Những thời điểm có những thời điểm xuống còn 45 triệu 500 thôi, nhưng phiên bản này cũng đang được rất nhiều anh em quan tâm. Một màu sắc đen tuyền kết hợp với đó là những cái logo ấy, màu vàng nhìn rất là hấp dẫn và rất là đẹp. Rất ok các bạn. Tiếp theo là phiên bản RC nữa, phiên bản màu trắng đỏ, giá bán hiện tại chỉ vào khoảng tầm 44 triệu 500 thôi. 44 triệu 500 đến 45 triệu là cùng. Các bạn nhá, tùy thời điểm khác nhau, tại vì cứ đến đại lý đi, hiện tại giá bán là hấp dẫn rồi, ok nhất khu vực phía Bắc. Hiện tại thì mình cũng cập nhật ở phía Nam ấy, thì giá bán hiện tại của phía Nam chỉ dao động trong khoảng từ 41 cho tới 42 triệu mà thôi. Giá bán của mẫu xe Yamaha Exciter cực kỳ rẻ luôn các bạn nhá. Kế bên cạnh nữa là một phiên bản màu đỏ nhám, phiên bản này cũng có giá vào khoảng tầm 44 triệu 500 đến 45 triệu thôi. Cũng rất đẹp, rất hấp dẫn và rất ok ở đây, một màu đỏ nhám rất là đẹp luôn, các bạn có thể theo dõi. Đường chỉ xung quanh phần mâm xe được sơn màu trắng, nhìn rất nổi bật. Tiếp theo nữa là một phiên bản màu xanh GP, xanh GP đấy. Giá bán hiện tại của phiên bản này cũng chỉ ở mức là 44 triệu 500 đến 45 triệu, ngang giá nhau. Rất hấp dẫn, giá bán đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký, một màu sắc cũng rất nổi bật. Cuối cùng là phiên bản Panasian ở đây, một phiên bản màu sắc cũng khá là mới. Phiên bản màu Panasian này thì có những họa tiết tem xe được thay đổi cho năm 2020. Với những cái đám mây nhìn khá là ok và hấp dẫn đấy. Những cái logo Dock Show này nhìn cũng khá là đẹp.
Giá bán hiện tại của cái phiên bản này giữ ở mức là 45 triệu cho tới 45 triệu 500. Đấy, mình có thể báo giá rất chi tiết cụ thể đến các bạn rồi. Các bạn nào quan tâm có thể tham khảo và lựa chọn cho mình các bạn nha. Ở thời điểm này thì những mẫu xe này còn khá là nhiều hàng. Nếu anh em nào đi đường thành phố, các bạn quan tâm có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cái mẫu xe Exciter ở đây. Đều là những mẫu xe rất đẹp, rất cuốn hút và đáng để quan tâm, đi lại trong phố là rất phù hợp. Đáp ứng đầy đủ tiêu chí của mẫu xe côn tay ở phân khúc 150 phân khối các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết các màu sắc khác nhau, khá là quan tâm đấy. Hiện nay thì mình cũng đã nắm bắt được khá nhiều thông tin rồi. Vừa rồi thì mình cũng có làm một video rất cụ thể chi tiết rồi về cái nội dung mà có một cái công văn số 34 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của giám đốc cấp cao của Yamaha ấy, bên mảng bán hàng và marketing ấy, có gửi cho các đại lý là hiện nay chưa có một thông tin nào ra mắt về cái mẫu xe Exciter phiên bản 155. Tuy nhiên ấy, thì cũng đã có những cái đính chính cụ thể là tất cả những cái hình ảnh lộ lọt từ trước đến nay đều là những hình ảnh chưa được minh chứng chính xác. Nhưng ấy, với những cái gì mình cập nhật được từ bên trong Yamaha thì hiện tại đã có tới hơn 1.000 chiếc xe Exciter phiên bản 155 đã được sản xuất rồi. Tuy nhiên cái hình ảnh lộ lọt quá sớm do yếu tố bảo mật thôi. Lộ lọt quá sớm chính vì vậy cái việc mà cái mẫu xe Exciter các bạn đang theo dõi ở đây bán rất chậm trong thời gian vừa rồi. Lại còn trong cái thời điểm dịch Covid nữa lại càng chậm thêm. Đây là một điều mà khiến cho những cái nhà lãnh đạo của Yamaha phải cân nhắc trong việc lựa chọn đưa ra những cái hình thức bán hàng sao cho hợp lý nhất. Và cái công văn đó cũng là minh chứng cụ thể để nói về cái việc ấy. Những cái mẫu xe Exciter phiên bản cũ này còn rất nhiều hàng và đang phải cố gắng để có thể bán hết. Bán hết số hàng này thì mới có thể đưa ra cho các bạn những cái mẫu xe phiên bản mới hơn. Mình có video rất là cụ thể rồi, các bạn nào quan tâm có thể theo dõi nhé. Ngày hôm qua thôi trên kênh Top 5 mình đã đăng lên rất là cụ thể chi tiết và có những cái minh chứng, những cái dẫn chứng phân tích cụ thể về tại sao lại đưa ra cái yếu tố như vậy các bạn nha. Chắc chắn các bạn cũng đã hiểu rất nhiều với những nội dung đó rồi. Thật sự mà nói thì cái việc ra mắt của một mẫu xe không phải là do những cái lịch trình đăng trước đâu, cụ thể đâu. Cái lịch trình đưa ra, kế hoạch đưa ra, ví dụ như Honda thì mình tin chắc 100% kế hoạch như thế nào thì sẽ đưa ra như thế. Nhưng mà Yamaha thì nhiều lúc nó cũng mông lung lắm. Nên mình cũng chưa dám chắc được cái thời gian ra mắt là bao nhiêu. Nhưng lúc đầu mình cập nhật được là vào khoảng tầm tháng 8 năm 2020 này. Tuy nhiên ấy, cái việc thay đổi là do những cái ban lãnh đạo của Yamaha. Họ sẽ cân nhắc vào chiến lược của riêng mình. Hiện tại mẫu xe cũ như thế nào, mẫu xe mới như nào thì họ sẽ cân nhắc và đưa ra những cái thời gian mới hơn. Có thể điều chỉnh lịch lại. Đấy là những cái điều mà các bạn nên cân nhắc nhé. Để suy nghĩ trong việc đón nhận những cái thông tin chính xác từ những cái nguồn thông tin khác nhau. Tại vì rất nhiều những cái nội dung nói thế nọ thế kia ở rất nhiều những cái video trên YouTube cũng có, trên Facebook cũng có. Nên các bạn có thể nhìn nhận, cân nhắc, nhìn nhiều khía cạnh khác nhau để đưa ra đánh giá cho mình. Còn chắc chắn ấy, mẫu xe Exciter 155VV2020 hoàn toàn mới sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới thôi. Mình khẳng định với các bạn như vậy. Sẽ được ra mắt trong thời gian tới thôi. Khi cái mẫu xe Exciter phiên bản cũ này sẽ nhanh chóng bán hết hàng để có thể cho ra mắt một mẫu xe hoàn toàn mới. Theo như mình phân tích được thì cái mẫu xe mới này sẽ có những cái thay đổi lột xác hoàn toàn từ thiết kế đến động cơ đến những trang thiết bị tiện ích trên xe. Nếu để cái mẫu xe cũ này ở lại thì rất là khó trong việc các bạn có hiểu rồi. Rất là khó trong việc các bạn khi các bạn họ có thể tận dụng được những cái bộ phận chi tiết. Rất là khó tại vì toàn bộ thân xe đến các nội dung trên xe đều thay đổi 100%. Nên ấy, họ rất muốn là bán hết cái số hàng này đi để có thể cho ra mắt một mẫu xe hoàn toàn mới nữa. Vì hiện tại số lượng hàng của mẫu xe Exciter phiên bản cũ này còn rất nhiều các bạn nhé. Chiến lược của mỗi hãng là khác nhau. Mình không đi sâu vào những cái nội dung của mọi người, của mỗi hãng. Nhưng mà mình sẽ đưa ra những cái phân tích để các bạn có thể nhìn nhận. Thật sự mà nói thì cái mẫu xe phiên bản Exciter 150 này vẫn đang rất đẹp. Có thể nói là vẫn rất đẹp. Với một thiết kế rất thể thao phong cách ở đây, các bạn có thể theo dõi chi tiết cận cảnh trên màn hình. Với đầy đủ các màu sắc phiên bản khác nhau, đi trong phố các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với khối động cơ 150 phân khối kết hợp với đó là cái sự phấn kích trên xe các bạn nha. Còn đi đường trường ấy thì tùy điều kiện thôi. Với khối động cơ SWC này thì mình nghĩ đi đường trường, đi đường đi xa ấy, thì nó sẽ yếu hơn một chút so với những khối động cơ của DWC. Đây là một số điểm nhấn mình muốn gửi đến các bạn thông qua video ngày hôm nay. Trên đây là một số những nội dung ấy mình có cập nhật giá bán mới nhất trong cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2020 của mẫu xe Exciter phiên bản 150 từ năm 2019 trở về trước nhá, để gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua video này. Với những bạn nào quan tâm, các bạn có thể theo dõi và tham khảo thông qua số điện thoại là 02133 791 688 sẽ được đại lý tư vấn cụ thể và chi tiết, kèm theo đó là những chương trình khuyến mại rất hấp dẫn. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.